Thưa quý vị, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm giữa các tăng ni và tín đồ Phật giáo trong quốc phòng an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động để lực lượng này trở thành một mắt xích tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời trực tiếp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chương trình giao lưu nghệ thuật khắc họa hình ảnh quân nhân Việt Nam do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Thiền tôn Phật Quang thị xã Phú Mỹ tổ chức đã thu hút hàng ngàn tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này không chỉ giúp các tăng ni Phật tử hiểu hơn về những công hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc, mà còn góp phần hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước. Chương trình nó mang đến cho tôi rất là nhiều cảm xúc, làm cho tôi cảm thấy là biết yêu thương đất nước hơn, và đặc biệt là rất biết ơn bộ đội Cụ Hồ và biết đến nhiều cái hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Qua đó là chúng tôi là sẽ được nâng cao cái ý thức của mình hơn, nâng cao cái lòng yêu nước của mình nhiều hơn. Chúng tôi luôn trong rất nhiều năm qua xây dựng cái tình yêu nước, cái lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho tất cả những người Phật tử, những tín đồ của mình. Đó là cái điều chúng tôi làm xuyên suốt trong bao nhiêu năm qua, và tất cả những người Phật tử về đây càng ngày càng ý thức, càng thấm nhuần điều đó. Buổi phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho tăng ni khóa an cư kiết hạ tại vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm thị xã Phú Mỹ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chu đáo. Tất cả tăng ni Phật tử tham dự đều rất chú tâm lắng nghe. Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm của các vị chức sắc tăng ni Phật tử về quốc phòng an ninh, về bảo vệ Tổ quốc. Rất là sinh động, và người truyền giảng có một cái nội lực rất là tốt, cho nên là con thấy về kiến thức, về động lực đều làm cho chúng con rất là hăng hái. Khi mà các quý vị mà đến đây mà có thể phổ cập những cái kiến thức đến với chúng con đó thì thấy rất là ích lợi, đặc biệt đó là về cái tinh thần yêu nước. Hoạt động tuyên truyền với lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh những năm gần đây ngày càng gắn kết, càng góp phần nâng cao nhận thức cho tăng ni Phật tử về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Năm 2020, mô hình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng hành với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền kiến thức quốc phòng an ninh cho các tăng ni Phật tử, chức sắc chức việc, tu tập sinh đã đạt giải B hội thi sáng kiến công tác đảng, công tác chính trị của quân khu 7. Là một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi vì qua đó sẽ xây dựng và nâng cao nhận thức được cho nhân dân nói chung và cũng như các tín đồ về cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, và qua đó thì góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng cái tiềm lực chính trị tinh thần ngày càng vững chắc hơn, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân, trong thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội là kim chỉ nam trong hoạt động Phật sự tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là một mắt xích quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.